Chào câu chịu. Xin chào ông bà cô chú. Xin chào ông bà cô chú. Sáng nay chị đi học mà chị lựa cái bộ áo dài chị mặc nè cô chú. Trời lạnh quá trời luôn mà nó mặc cái bộ áo dài, phải mặc thêm cái áo thun ở bên trong nữa. Tôi lấy giỏ sách từ bác chi. Go get the bag. Go get the bag. Có chuột mẹ chưa? Bye. Hello, xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Mình là Kim, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Tuần này thì Tony làm việc tại nhà mọi người, cho nên sáng ra mình sẽ chuẩn bị bữa sáng cho ảnh. Sáng ở bên đây thì mình chỉ ăn sáng rất là đơn giản, không có cần phải nấu nướng, bún phở gì thì rất là cực mọi người. Mình ăn bánh mì như vậy cho nhanh nè. Và người Tây thì người ta cũng thích ăn khô thôi, chứ người ta không có thích ăn cái nước súp hay cái gì vào buổi sáng nữa. Cho nên mình làm buổi sáng cũng rất là gọn nhẹ luôn. Sáng nay thì Kim sẽ làm bánh mì sandwich với phô mai và thịt nguội. Xong rồi mình sẽ bỏ vô cái máy đó mình nướng lên. Mình sẽ giòn rất là ngon và phô mai nó tan chảy ra đó mọi người. Ăn rất là ngon. My lucky day. Good. Good. Sáng nay thì Chi đi học rồi các bạn. Ngày nào mà Chi đi học á thì Kim sẽ có được nhiều thời gian dành cho mình hơn. Kim sẽ dành thời gian buổi sáng nay để làm video cho mọi người xem. Và ngày hôm nay nếu như mà một chút nữa trời nắng thì mình sẽ có thể là mình ra ngoài đi dạo, ngắm lá mùa thu. Rồi hôm nay mình sẽ trồng bông, trồng hoa, rồi nấu ăn, dọn dẹp. Ở nhà làm nội trợ mặc dù là không có nhiều bạn bè, nhưng mà mình tìm nhiều việc khác nhau mình làm đó mọi người, thì sẽ không có thấy nhàm chán. Và một tuần thì Chi nó đi học 3 ngày rồi, những ngày còn lại thì Chi ở nhà. Và những ngày nào mà Chi ở nhà thì Kim dành toàn bộ thời gian cho con, cùng chơi, cùng học với con, chứ không có cầm điện thoại lên hoặc là làm video gì hết đó mọi người. Cho nên một tuần mình có 3 ngày để làm những việc mà mình thích. Mùa thu thì ngày nắng rất là ít các bạn. Một ngày nhiều khi chỉ được 1-2 tiếng trời nắng. Và nhiều khi là âm u cả ngày luôn. Cho nên tranh thủ vừa thấy mặt trời ló dạng là mình đi ra ngoài tản bộ các bạn. Hôm nay thì Kim sẽ chạy xe đạp đi qua cái cánh rừng ở phía xa xa, đi bộ và ngắm cảnh lá mùa thu trước khi những cái chiếc lá nó rụng hết mọi người.
Hôm nay thì Kim sẽ làm món phở xào bò cho buổi trưa. Tony thì không ăn được nhiều món Việt, nhưng mà phở xào, mì xào hoặc là cơm chiên thì anh rất là thích. Cho nên hôm nay anh ở nhà mình sẽ làm món này cho anh ăn. Thanks, babe. Looks good. I'm gonna have to eat this quick though. Got a meeting in 10 minutes, 15 minutes. Looks good. Beef's good. Yeah? Yeah. Oh, push that over for me, babe, please. Hello các bạn, thì bây giờ mình sẽ trồng hoa nha mọi người. Những cái chậu hoa này là hoa mùa hè của mình nè, cái chị hàng xóm tặng đó. Bây giờ thì nó cũng đã chết, với lại mấy cái này nó tàn rồi nè.
Bây giờ mình sẽ bỏ những cái cây này và mình sẽ trồng mấy cái chậu hoa này vô đây. Rất là đẹp luôn. Có hai cái chậu này, cái trái nhỏ nhỏ là xinh quá chừng luôn nè. Có cái chậu sen đá này nữa. Và cái hoa này. Thì bây giờ mình sẽ trồng. Mình đã chuẩn bị đất xong rồi, mình đã trộn rồi. Đây mọi người nhìn cái sân vườn của mình nè. Mùa thu lá rụng quá trời, với lại những cái cây bông hoa của mùa hè đó thì mình đã chặt hết rồi, mình để đây mình vẫn chưa có đem giục nữa mọi người. Cái này sẽ đem đi đổ rác. Bây giờ thì Kim sẽ làm bữa tối các bạn. Tối nay thì Kim sẽ làm món khoai tây nướng cùng với thịt cừu, sườn cừu. Khoai tây thì trước khi mình đưa vào lò nướng thì mình luộc trước mọi người, luộc cho nó vừa chín tới xong mình bỏ vào lò nướng. Mình để vô mình một ít bơ nữa, một ít bơ vô khoai tây với lại có hành tây để cho khoai nó thơm đó mọi người. Xong rồi nướng khoảng 20-25 phút gì đó là nó sẽ vàng và rất là thơm.
Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.